Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh, Ngọc Ánh chào toàn thể anh em. Hôm nay xin gửi đến anh em một cái mẫu gọi là mẫu siêu phẩm ống nhòm nhá. Siêu phẩm ống nhòm. Nhưng mà đầu tiên là mọi thông tin liên lạc với shop, các bác cập nhật 5 số điện thoại này này. Hàng thì là sẽ là ship COD đi toàn quốc. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Và mua hàng thì không cần phải đặt cọc gì nhá. Đấy, đây là hình thức mua bán rất là đơn giản nhá. 5 số điện thoại liên lạc. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Xin giới thiệu cụ thể với các bác một cái mẫu này. Nói chung là quảng cáo giới thiệu thì cũng sẽ nói hơi hay hơn một chút. Thế nhưng mà cái này chính xác là một cái mẫu siêu phẩm về ống nhòm. Rồi các bác nhé, hàng cao cấp nhất hiện nay mà shop. Đây là cái vỏ bao bì. Vỏ bao bì. Nói trước với các bác, tiền nào của đấy nhá. Hàng này là hàng cao cấp. Đấy, một cái siêu phẩm về ống nhòm cho các bác cực kỳ ưng ý luôn. Đây là vỏ bao bì này, mời các bác theo dõi những cái phụ kiện bên trong nhá. Đầu tiên là một cái khăn để cho các bác đầu ống kính nhá. Tiếp theo là một cái dây đeo. Dây đeo này rất là chắc chắn, bản to đấy nhá. Đây là phần này, là phần ống nhòm này. Đây là phần ống nhòm này. Vỏ hộp tôi để qua đây nhá. Phần ống nhòm này. Thì tiếp theo đây nữa thì nó lại có cái Catano để cho các bác xem các thông số về sản phẩm, nhưng mà đa phần nó là tiếng nước ngoài, nó là tiếng Anh nhé, là tiếng Anh. Đây này, các bác nào biết ngoại ngữ thì sẽ xem được nhiều hơn. Đây là phần chính, túi da cực kỳ là đẹp nhé, chắc chắn, dày dặn nhé, túi da để đựng này. Cái này thì nó là hàng cao cấp, về chất lượng hình ảnh thì cực là đẹp rồi. Thế nhưng mà còn đâu các bác quan tâm đến nguồn gốc thì tôi cũng nói luôn cho các bác luôn là toàn bộ như này ấy, đồ chơi này ấy, nguồn gốc xuất xứ là Made in China hết, hàng tiếng Trung Quốc này. 20 để xẹt 10 x 50, cái thông số của nó này toàn bộ là hàng Trung Quốc hết các bác nhá. Như hàng này là hàng Trung Quốc loại 1, Trung Quốc gọi là Trung Quốc Trung ương ấy nhá. Thế đây là cái vỏ bao bì của nó cực kỳ chắc chắn nhá, rất là chất. Cái này ấy là để cho các bác cài vào dây nịt nưng, các bác đeo vào nưng, đeo vào dây nịt nưng cho thắt lưng của mình ấy. Đấy nhá. Đấy là trường hợp các bác không đeo. Còn trường hợp các bác đeo ấy thì các bác sẽ thả dây này ra. Đây, thả dây này ra. Dây bản này to, nói chung là nó chất từ cái điểm nhỏ chất đi. Hàng cao cấp, hàng đắt tiền mà. Đấy. Đây cái dây bản đeo này. Rất là chắc chắn nha các bác nhá. Chắc chắn. Thế giờ đến phần trong cùng, tôi sẽ mở nốt ra này. Ống nhòm này. Đấy, nằm trong cái này. Và phần túi này thì đã hết rồi nhé. Trong phần túi này có thêm một cái ô nhỏ nữa cho các bác, ô phụ để các bác đựng cái đồ gì nhỏ hơn. Đấy, để tôi để qua đây. Đây chính là cái sản phẩm chính, nó là một cái siêu phẩm về ống nhòm cho các bác nhé. Trên này thông số này, đây là hiệu, ghi cái hiệu cho mình là hiệu Bosch nhé, được đăng ký độc quyền về chữ R này. Thông số của nó 10 nhân với lại 50 mini này. Những cái này thì các bác nào phải hiểu về thông số rồi mới hiểu được nhé. Đấy, hiểu về kỹ thuật mới hiểu được. Thế nhưng mà tôi chỉ nói đơn giản nhất, những cái này là các bác là chất lượng hình ảnh của ống nhòm này thì cực kỳ. Các bác thấy những hàng rẻ tiền ấy, nó có cho các bác là cái nút để các bác chỉnh lấy nét nó phù hợp. Nhưng mà riêng cái này thì nó đã tích hợp sẵn hết rồi, các bác không cần phải chỉnh bất cứ gì hết. Những cái chức năng ở ngoài này này tôi cũng không nắm được đâu. Cái này thì các bác mua về nghiên cứu, tự tìm hiểu thêm nhé. Đây là chương này, nó có những cái tọa độ chỉnh này, xoay được cái này. Đấy, cái vòng này xoay được này. Nhưng mà tôi chỉnh cũng không thấy, cái này tôi không nắm kỹ được. Nhưng mà nói tóm lại là cái hàng này nó cái hàng cao cấp, người ta đã tích hoạt sẵn hết rồi. Các bác về các bác chỉ bỏ ra chỉnh cho mình cái chiều này này, làm sao cho nó phù hợp, phù hợp với mắt của mình thôi, là đã cho các bác một cái hình ảnh cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời luôn nhé. Nhìn cả mấy cây số, nét trong veo luôn. Cái này mà các bác mà dành đi săn ong thì tuyệt vời nhé, tuyệt vời cực kỳ luôn. Thế còn cái phía trên này thì nó có dấu cho các bác là không này, bên cộng và bên trừ này. Thì cái này là các bác sẽ xoáy độc lập, mỗi bên xoáy riêng.
thì cái này nó giống như tất cả các ống nhòm khác thôi. Nó là cái chỉnh tiêu cự mắt, chỉnh làm sao cho phù hợp với người mắt cận hay người mắt không cận thì nó là cái này. Nhưng bình thường các bác cứ để ngắm vào cái chế độ trung bình, chế độ trung gian đi, đó là cái mức không này, mức không này. Thế còn các bác về ngắm thực tế, điều chỉnh sang bên cộng hoặc bên trừ, bên nào cho nó hình ảnh nét hơn, đẹp hơn, dễ chịu hơn, êm mắt hơn thì các bác để nhé. Thế còn với ống nhòm này, tôi chỉ còn nói với các bác là cam kết với các bác rằng là cho được một cái hình ảnh cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tuyệt vời nhé. Các bác chỉ việc đưa lên mắt quan sát thôi nhé. Các bác nhìn gần cũng giống như nhìn xa nhá. Ảnh gần cũng giống như ảnh xa, không cần phải chỉnh tiêu cự. Ví dụ như là các bác nhìn thẳng vào trực diện phía trước, có hai cái mục tiêu cho các bác nhìn. Một mục tiêu là cách mình 50m, còn một mục tiêu khác cách mình tới 200m nhá các bác nhá. Thì đối với ống nhòm này, hai mục tiêu này các bác đều nhìn thấy rõ nét nhá, đều nhìn thấy rõ nét, không bị mờ. Không phải là mình nhìn thấy mục tiêu gần, cái điểm ở gần mà không nhìn thấy điểm ở xa, mà mình sẽ nhìn được cả điểm gần cả điểm xa luôn. Đấy. Cái này này không có cái gì là chỉnh hết đấy. Cái này nó chỉ có cái phần chỉnh ở trên này. Phần chỉnh trên này này các bác tìm hiểu nghiên cứu thêm. Tôi cũng không nắm được rằng là kỹ là nó là tác dụng gì. Đấy, nó là hàng cao cấp mà. Thế còn phía trong này khi các bác nhòm ngắm ấy là nó sẽ có một cái hình kẻ cho các bác, kẻ này, số này, nghiêng này, thì để cho các bác đo được khoảng cách, chiều cao, tính được tọa độ. Thì những cái đấy là các bác về chuyên môn nhé. Các bác về chuyên môn thì các bác sẽ tìm hiểu được, nắm được. Thế còn anh em mà quan sát đi săn ong, quan sát săn bẫy, quan sát du lịch thì chỉ việc đưa lên mắt là nhìn thôi. Cái này để cam kết với các bác là không nhòm một qua thì thôi, chứ nhòm qua một lần thì không phải chê bất cứ điểm gì hết. Cực kỳ đẹp, cực kỳ nét luôn. Giá tiền sẽ cao, tiền nào của đấy mà. Hàng này là hàng cao cấp các bác nhá. Giá tiền của nó là hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu. Các bác cứ liên hệ trực tiếp thì sẽ được cái giá tốt nhất. Hàng này ship COD nhá. Thì tôi sẽ hẹn với các bác là tôi sẽ làm một clip là lấy điện thoại, lấy mắt camera điện thoại ấy, soi vào cái mắt này, soi vào ống nhòm này. Và tôi phải tìm cái vị trí nào cao để tôi soi hình ảnh xa cho các bác xem nhá. Thì tôi sẽ làm một clip như vậy. Như đây là cơ bản là giới thiệu cho các bác là có cái mẫu ống nhòm cao cấp, ống nhòm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Cam kết với các bác rằng là nhìn một phát là các bác ưng ngay, không chê bất cứ điểm gì hết. Hình ảnh nét căng luôn, cách cả cây số mà còn rõ nét nhá. Cái này dùng cho các bác đi săn ong thì tuyệt vời rồi, không phải chê điểm gì hết. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá. Hàng ship COD, đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Thì bây giờ tôi nói vậy thì đã bảo là cam kết với các bác thì các bác hoàn toàn yên tâm là khi nhận hàng, yêu cầu bưu tá bóc ra cho tôi xem, các bác đưa lên các bác nhìn. Đấy, không ưng ý các bác không lấy hàng. Cái này luôn luôn nói thẳng với các bác luôn. Các bác không phải chê điểm gì cả. Đấy, đã nhòm là ưng. Đấy là tôi khẳng định với các bác điều đấy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.